Công tác hỗ trợ cấp mã QR cho người dân được huyện đoàn Cù Lao Dung bắt đầu thực hiện từ những ngày đầu tháng 10 năm nay, ngay khi nhận được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sóc Trăng. Cụ thể, huyện đoàn đã chủ động liên hệ trung tâm y tế lấy thông tin sàng lọc đầu vào, liên hệ từng cá nhân đối chiếu thông tin để thực hiện khai báo hộ, tạo mã QR trên ứng dụng BC Covid. Đến nay đã hoàn thiện tạo mã QR in và ép nhựa cho hơn 1.500 lượt người đang cách ly tại nhà và cách ly tập trung. Song song với việc khai hộ tạo mã QR cho cá nhân về từ vùng dịch, huyện đoàn Cù Lao Dung cũng triển khai tuyên truyền và cài đặt ứng dụng BC Covid cho cá nhân đang sử dụng điện thoại thông minh. Theo đó đã thành lập 8 đội tại 8 xã thị trấn với sự tham gia của hơn 40 bạn tình nguyện viên. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị trực thuộc đã có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả thông qua các mô hình như phát loa, thông báo hộ dân đến nhà sinh hoạt cộng đồng ấp để đăng ký cài đặt, mỗi ngày đi hỗ trợ một ấp cũng như vận dụng triển khai vào đợt tiêm vaccine. Trong đợt vừa qua thì chỗ ban chấp hành đoàn xã cũng đã thành lập một cái đội tình nguyện để tham gia về cái việc mà hỗ trợ hướng dẫn cho người dân trong việc cài đặt ứng dụng BC Covid. Thì vừa qua thì cũng nhận được sự đồng tình cao của nhiều người, giống như nhiều cô chú lớn tuổi đó, họ cũng chịu khó để khi mà nhờ mình cài đặt xong thì họ cũng chịu khó khi mà hỏi mình thử coi cái cách sử dụng cái phần mềm nó như thế nào. Thì mình cũng hướng dẫn họ sử dụng thì họ cũng chịu khó để hỏi đi hỏi lại, thì hỏi khi nào mà giống như họ đã cài được á, họ cho họ thấy là họ đã xài được á thì họ mới nghỉ. Thì đó cũng là một giống như là cũng đã tạo nên cái sự tinh thần cho chỗ đoàn xã để tiếp tục tình nguyện trong cái việc hướng dẫn hỗ trợ người dân trong cái cài đặt này. Thì họ cũng có nói là giống như là nó cũng là một cái ứng dụng thuận tiện cho người dân trong việc mà di chuyển đi lại, thì cũng như cho lực lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ giống như trong quá trình điều tra dịch tễ thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì tuy nhiên bên cạnh đó thì trong việc hỗ trợ cài đặt cho bà con thì cũng gặp một số khó khăn, như là về cái phần mềm của hệ thống nó hay bị lỗi, là về nó chưa cập nhật đầy đủ cái số lượng mũi tiêm cho bà con, và cái sự mà đồng bộ quá dữ liệu thì nó cũng còn hơi mất thời gian. Với tinh thần xung kích tình nguyện, lực lượng đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên trong toàn huyện đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng BC Covid cũng như tạo mã QR để khai báo y tế tại các địa điểm công cộng. Qua triển khai đã tiếp nhận gần 17.000 lượt người dân, hướng dẫn cài đặt được trên 10.300 lượt người, khai báo được khoảng 4.000 mã QR. Ngoài ra, huyện đoàn Cù Lao Dung còn phối hợp với các ngành ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã thị trấn, triển khai tạo mã QR địa điểm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu vực công cộng. Qua đó đã tạo được 447 mã QR do ban chỉ đạo xã thị trấn quản lý, nâng tổng số mã QR địa điểm trên địa bàn huyện lên gần 2.000 mã. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cấp cái mã QR dán để tại cơ sở để bảo vệ sức khỏe cho công nhân và người dân ở đây, thì tôi cũng chân thành cảm ơn đối với chính quyền địa phương đã quan tâm và hỗ trợ cho cái mã QR để khi khách hàng tới để quét mã QR để khai báo y tế để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Cái này thì tôi cảm thấy là rất có hiệu quả, tại vì để cho người dân hoặc là để khách hàng tới cơ sở tôi để mua đồ, để có dịp để có cái mã QR để khai báo y tế để phòng chống dịch cho có hiệu quả hơn. Từ đầu tháng 10 giờ thì bên huyện đoàn có lại yêu cầu vận động cho chỗ cơ sở của mình là tạo mã BC Covid để cho khách hàng có đến thì quét mã. Đồng thời mình cũng làm theo yêu cầu của bên huyện đoàn. Bên cạnh đó thì mình cũng tuyên truyền cho những người khách đã từng đến đây đó, họ cũng tạo mã BC Covid cho riêng mình để tiện trong cái việc mà truy vết của bên những người có chuyên trách. Hiện nay tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch COVID-19, mà cụ thể là sử dụng ứng dụng BC Covid đã và đang đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng, như dễ dàng thực hiện khai báo y tế, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng rà soát, truy vết dịch tễ, theo dõi lịch trình di chuyển. Với những người sử dụng thành thạo các thiết bị điện tử, thì việc cài đặt và sử dụng BC Covid là việc dễ dàng. Tuy nhiên, cũng còn trường hợp cập nhật công nghệ thông tin còn hạn chế và không sử dụng điện thoại thông minh.
thực hiện theo chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh đoàn và ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện, thì huyện đoàn cũng đã chủ động phối hợp với các ngành công an, y tế và phòng văn hóa thông tin để triển khai cái cài đặt ứng dụng hỗ trợ về cái ứng dụng PC COVID cho người dân trên địa bàn quận Cù Lao Dung. Thì thời gian qua triển khai thì đối với huyện Cù Lao Dung thì cũng nhận thấy thì cái lượt tiếp cận là trên 15.000 lượt tiếp cận, trong đó thì cũng đã cài đặt mới là trên 8.000 lượt cài đặt mới có là điện thoại thông minh. Thì trong đó thì cũng đã triển khai song song luôn việc mà khai báo hộ đối với những người dân mà về từ vùng dịch đang cách ly, và kết hợp cấp mã QR khi mà họ hoàn thành cách ly, kết hợp với giấy chứng nhận hoàn thành cách ly luôn. Thì khi mà triển khai thì bước đầu thì nhận thấy người dân cũng hưởng ứng tích cực trong cái việc mà ứng dụng, tại vì nó thể hiện được cái mũi tiêm vaccine, thuận tiện trong quá trình theo dõi cái tiêm vaccine. Thì thời gian tới thì huyện đoàn cũng triển khai đẩy mạnh việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng này, và song song với việc là triển khai cài đặt ở tại các chốt trực ở một số điểm bến phà, rồi kết hợp là tạo mã QR địa điểm đối với những hộ sản xuất kinh doanh là phải có mã QR địa điểm, và vận động họ khi mà đến trao đổi mua bán thì sẽ quét mã QR địa điểm để mà hình thành cái thói quen. Đối với những hộ mà không có điện thoại thông minh thì trước mắt thì huyện đoàn tập trung cho những người có điện thoại thông minh, sau đó kết hợp luôn với cái danh sách tiêm chủng trên dữ liệu tiêm chủng của trung tâm y tế, thì những thông tin đó đã rà soát chính xác thì huyện đoàn sẽ khai báo hộ và sẽ tạo mã QR cá nhân để mà cấp cho họ, gửi đến tận hộ cho những cái người mà không có điện thoại thông minh. Theo thống kê số liệu do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp, toàn huyện Cù Lao Dung đã có 16.481 trên 33.220 số người có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng PC COVID, tăng 7.103 người cài mới. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và khó lường, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch tốt, vừa duy trì nhịp sống trong trạng thái bình thường mới, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin để sử dụng khi đến nơi đông người, nơi làm việc sẽ góp phần đưa công tác phòng dịch COVID-19 được chủ động, nhanh chóng và hiệu quả hơn.